Hi, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh 24 giờ của em ạ. Hôm nay em xin phép được cập nhật về giá xe cho tất cả các phiên bản của chiếc xe Hyundai Accent, từ phiên bản số tự động bản đặc biệt, số tự động bản thường và số sàn bản đủ và số sàn bản thiếu nhé. Và em tính toán luôn cho anh em về tổng chi phí lăn bánh của chiếc xe Accent này cho anh em ở tỉnh như nào, anh em ở thành phố Hồ Chí Minh ra sao và anh em ở Hà Nội như nào, để cho anh em biết được cái tổng thể của chiếc xe này lăn bánh ra là bao nhiêu, để anh em có cái dự trù về tài chính của mình có đủ để mua chiếc xe này hay không. Thì em xin phép em sẽ được cập nhật chi tiết nhất và cụ thể nhất cho anh em về giá xe và tổng toàn bộ các chi phí luôn. Ok, đầu tiên là phần chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt, là bản cao cấp nhất của chiếc xe Hyundai Accent, với giá niêm yết của nó là 545 triệu ạ. 545 triệu nha, đấy là giá thuế luôn đấy ạ. Còn giá bán của đại lý chúng em thì em đang bán cho anh em giá bao nhiêu ạ? Em đang bán cho anh em với giá là 533 triệu ạ. Đấy, 533 triệu. Còn anh em nào mà muốn được giá tốt hơn hay chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì gọi điện cho em qua số điện thoại ở góc dưới bên trái màn hình. Ok, tiếp theo đó, tổng chi phí lăn bánh. Em tính cho anh em về tổng chi phí lăn bánh của chiếc xe Hyundai Accent bản đặc biệt này, anh em ở Hà Nội lăn bánh đang là 620 triệu 180 nghìn nhá. Đó, còn anh em ở tỉnh thì đang là 589 triệu 580 nghìn ạ. Còn anh em ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 612 triệu 180 nghìn nhá. Đấy, thì trong đấy là có một số các chi phí em đã tính cho anh em, gồm có là chi phí ở gồm nó là bảo hiểm này, bảo hiểm trách nhiệm dân sự này, bảo hiểm phí bảo trì đường bộ này, phí đăng kiểm này, và nặng nhất đó chính là thuế trước bạ và biển số. Đấy, em đã tính cho anh em những chi phí như vậy ạ. À, giới thiệu anh em tiếp theo là một chiếc xe Hyundai Accent bản thường số tự động, giá niêm yết đó là 505 triệu ạ. Vậy em bán cho anh em giá bao nhiêu? Em đang bán cho anh em với giá là 490 triệu nhá, 490 triệu đấy ạ. Ok, vậy thì chiếc xe này lăn bánh ở Hà Nội đang là 572 triệu 980 nghìn ạ. Đấy, đấy nha, chiếc xe này thì đang lăn bánh Hà Nội này, giá rất hợp lý luôn đấy ạ. Còn anh em ở tỉnh thì đang là 543 triệu 080 nghìn nhá. Còn anh em ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 564 triệu 980 nghìn ạ. Đấy là tổng về chi phí lăn bánh bởi chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản thường. Trong đây thì là các cái chi phí này thì em đã chưa bao gồm một số các chi phí như là chi phí mềm, chi phí lót tay đấy ạ, thuế, đăng ký, đăng kiểm và một số chi phí khác. Nó không phải là một con số quá lớn đâu, nó chỉ vài triệu thôi. Và trong đây cả bảo hiểm thân vỏ nữa, em cũng chưa tính vào trong đây nhá. Thì bảo hiểm thân vỏ thì nó là bảo hiểm tự nguyện, thì anh em có muốn mua hay không thì đấy là bảo hiểm tự nguyện, mình có thể mua hay không thì như nào thì đấy là tùy của mình thôi ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu anh em về một chiếc xe nữa là chiếc xe Hyundai Accent số sàn bản đủ ạ. Giá niêm yết của chiếc xe này đang là 475 triệu ạ, 475 triệu nhá. Vậy thì em đang bán cho anh em với giá bao nhiêu ạ? Em đang bán cho anh em với giá là 464 triệu ạ, 464 triệu nhá. Đấy, còn lăn bánh con này thì ở Hà Nội đang là 543 triệu 380 nghìn ạ. Còn anh em ở tỉnh thì ra sao ạ? Là 514 triệu 080 nghìn nhé. Còn lăn bánh anh em ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 535 triệu 380 nghìn ạ. Tại sao lại có sự khác biệt giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh lại là có sự khác biệt? Thì em sẽ giới thiệu cho anh em luôn. Đầu tiên đó chính là thuế ở Hà Nội là 12%, tiền biển 20 triệu. Còn anh em ở tỉnh thuế sẽ là 10%, tiền biển nó dao động từ 200.000 cho đến 2 triệu. Còn anh em ở thành phố Hồ Chí Minh thì thuế sẽ là 12% và tiền biển nó là 12 triệu ạ. Đấy là tại sao nó sự khác biệt như vậy. Còn một số các cái chi phí như anh em nào là mà anh em mà mua trả góp nhé, thì bắt buộc phải mua mỗi nhất một năm bảo hiểm thân vỏ, thì lúc đấy là chi phí nó sẽ tăng lên. Chi phí nó bảo hiểm bắt buộc phải mua bảo hiểm thân vỏ. Nếu anh em nào muốn cụ thể hơn thì anh cứ gọi điện cho em có số điện thoại góc dưới bên trái màn hình, em sẽ tính cho anh, toán cho em một cách chi tiết nhất, cụ thể nhất. Ok, tiếp theo đến một chiếc xe Hyundai bản thấp nhất là chiếc xe Hyundai Accent số sàn bản thiếu hay là bản bay đi ạ.
Vậy thì chiếc xe này giá niêm yết nó là bao nhiêu ạ? Giá niêm yết nó là 430 triệu nhé. Còn em đang bán cho anh em với giá bao nhiêu ạ? Em đang bán cho anh em với giá là 420 triệu ạ. Đấy, anh em mà muốn được giá tốt hơn hay là chương trình cụ thể như nào thì gọi điện cho em qua số điện thoại nhá. Còn chiếc xe này lăn bánh ở Hà Nội đang là 493 triệu 980 nghìn ạ. Còn anh em tỉnh thì đang là 465 triệu 580 nghìn nhá. Còn lăn bánh anh em ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 485 triệu 980 nghìn ạ. Đó, thì em nhớ không nhầm thì nó là đang có 7 tỉnh đang là thuế cho là 12%. Thì anh em nào ở trong tỉnh đấy mà em nó không tính trong cái chi phí này thì anh em cứ gọi điện cho em ở góc dưới bên trái màn hình hoặc nhắn tin cho em qua Zalo thì em sẽ tính cho anh an toán cho anh em một cách chi tiết nhất và cụ thể nhất để anh em nắm bắt được cái chi phí của chiếc xe này mình có phù hợp với mình hay không thì cứ gọi điện cho em nhá. Đấy, hôm nay em xin phép em sẽ review cho anh em qua một chiếc xe Hyundai Accent số sàn bản đủ. Em chỉ review qua thôi. Còn anh em nào muốn được review cụ thể rồi tất cả các phiên bản thì anh em cứ gọi điện cho em. Ok, thì hôm nay em xin phép em dừng video ở đây. Anh em mà có thấy em còn thiếu những gì thì anh em cứ comment phía dưới. Còn anh em có thấy hay thì em bấm like và đăng ký cho kênh video của em nhé. Để chờ video khác của em ạ. Ok, cảm ơn anh em.